tóc vuông xuông thì vuốt rồi, nó cứ bình thường có gì đâu, gì cũng nói nữa, khó chịu quá. Trời má ơi, tình quá à. Nó ăn nói cho kỳ ta. Thiệt là tướng tá này thì như đàn ông, ăn nói phụ nữ không thấy mà thấy vô duyên quá trời. Trời ơi ba, ba đừng nói vậy nha. Mẹ con nhìn ngon lắm đó. Ngon sao? Có người thích mẹ chứ bộ. Thích à. Cái gì? Em nói thiệt. Thiệt? Con nói sao chứ ai thích người gì như học mít thì thích đi. Không dám đâu, ở trong lớp yoga của mẹ có cái ông đó hả, mê mẹ lắm. Suốt ngày khen mẹ trẻ nè, mẹ đẹp nè, thân hình bốc lửa nè, trời rủ mày đi cà phê. Trời đất ơi, ông nó chắc ông thích ăn hột mít của ba rồi. Trời đất ơi, ai người đời mà cái bả nhìn bả như trời đất ơi tròn quay rồi. Người gì đâu mà thấy đâu có cái gì phụ nữ đâu mà mời uống cà phê. Không dám đâu nha. Ba nhìn kỹ đây đi. Tại ba hả, suốt ngày ở chung với mẹ nhưng ba không thấy được cái sự hấp dẫn của mẹ. Còn người lạ người ta nhìn vô, người ta thấy liền cái sự hấp dẫn đó. Da dẻ mẹ trắng mịn nè, đúng không? Hồng hào nè, thân hình vẫn còn quyến rũ, đúng không anh? Đúng rồi ba ơi. Ê ba. Cái gì? Ủa ba đâu vậy? Tôi mới đi đăng ký học yoga. Trời đất ơi, sao bà báo tôi? Trời ơi, ông có cho cơ hội tôi để tôi nói ông không? Mà tôi có nói hay không ông cũng đâu quan tâm ha. Nè, đi học đi, đi nhiều chuyện với mấy bà trong đó chứ gì. Đua đòi. Ôi trời ơi. Ôi bà ơi, bà tập bà thấy thì sao? Còn tôi tập xong tôi về tôi ngủ quá trời quá đất luôn. Bình thường thôi, khi mà bà tập yoga thì các cơ bắp nó phải thư giãn là chuyện bình thường. Vậy hả? Ừ. Ôi tao nói ngủ ngon như chưa từng được ngủ. Ngủ làm như là mình uống thuốc ngủ vậy đó. Bà tập đi nha. Bà đùa. Chào chị. Dạ, chào anh. Nước chị. Ôi dạ, cảm ơn anh. Chị mới tới tập hả? Dạ, mới tới tập. Chẳng hay năm nay chị bao nhiêu rồi? Tôi lớn tuổi rồi, trời ơi già rồi anh ơi, cháu nội lớn hết trơn trọi rồi. Nói chị lớn tuổi mà sao còn trẻ đẹp dữ vậy? Trời đá làm nghèo đúng nội rồi. Trời ơi, tôi đẹp hả? Trời ơi, anh nói tôi đẹp à? Tôi nói thiệt với chị á, hôm qua tôi thấy chị là tôi muốn đứng hình luôn rồi đó. Đứng hình là sao anh? Là bị sét đánh đó. Hả? Tôi chưa từng thấy ai đẹp như chị á. Hả? Xin lỗi chị nha, tôi thấy chị là tôi chịu không nổi luôn á. Trời ơi. Đó là nghèo. Ông Nghĩa, ông chết chắc rồi. Ủa, chị chưa về hả? Ồ, bà giờ chờ tôi đi, tôi thay đồ rồi về. Ôi, tập vậy em đợi chị xíu nha. Ừ, nó đã gì đâu á. Cô gì ấy ơi, người đẹp ơi. Dạ. Lát mình có quận không? Chị anh? Để tôi mời sang quán cà phê bên đường. Mình làm ly cà phê. Uống cà phê hả? Xin lỗi nha, mình không thích uống cà phê. Anh ơi, người ta không có thích uống cà phê. Người đẹp, chút nữa tôi mời bà đi uống cà phê nha. Xin lỗi nha, mình không thích uống cà phê. Tôi nói thiệt với bà ha, vậy cha nó chả chơi chẽn hết biết luôn á. Trong khi bà mới gặp à, chưa có quen biết ít giác vậy chứ, tự nhiên mời bà đi uống cà phê à. Ừ thì bà nói vậy chứ, nhiều khi ông mời lơi ông lịch sự á, hiểu không? Mình mới uống thôi. Mời lơi cái gì mà mời lơi, tại sao bao nhiêu người ông không mời, tôi ông không mời mà ông mời bà. Ông này ông đúng chơi chẽn luôn á. Trời ơi tôi nghe nó tôi mắc cười quá. Người đẹp đẹp, mới nhìn người đẹp tôi đứng hình. Xin lỗi, ông ta nói nè, xin lỗi chị không nổi nhưng mà tôi nói bà nghe nè, công nhận bà bốc lửa thiệt. Từng tuổi này á hả mà còn đàn ông đeo đuổi á, tôi ngưỡng mộ bà lắm đó. Trời bà ơi, nói người đàn ông đeo đuổi tôi nổi với gã trơn trọi nè. Nè. Ủa con mới về hả?
Dạ. Bộ để quên gì sao về sớm vậy? Dạ đâu có đâu. Dạ chào cô. Chào con. À, dâu tôi. À, bạn bạn học yoga với mẹ. Dạ con biết mà. Ừ. Gì vậy? Mẹ. Cái gì? Có trai theo đúng không? Bậy bạ trai theo đâu mà trai theo. Cái mặt này là khó chắc luôn. Bậy bạ ai nói vậy không có? Có không cô? Đúng rồi. À. Nè 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 nói cho con nghe nè, cái ông học yoga chung mẹ con á. Ông để ý mẹ con. Tối ngày ông cứ nói mời mẹ con đi uống cà phê không à. Thôi bà ơi, trời bà ơi không mà nói chuyện tào lao đừng có nghe bà. Không có đâu. Trời ơi. Có. Có. Ừ mà trời ơi nói bậy bạ con dâu tôi nó cười bây giờ. Đúng rồi. Đâu có gì đâu, mình bốc lửa mà, đúng không? Con nhiều khi con nhìn mẹ con còn thèm quá. Nhìn bốc lửa lắm luôn á. Mẹ. Hả? Mẹ hãnh diện lên. Mình là phụ nữ. Tuổi của mẹ mà còn bốc lửa như vậy mà. Hãnh diện lên, có gì đâu mà mắc cỡ. Ok. Ok. Đúng rồi. Mẹ. Chiều nay uống cà phê với con nha. Thấy chưa? Bà nói chi có con dâu tôi nó chọc, nó ghẹo tôi thấy chưa? Nó ghẹo gì thì nói đúng thôi chứ có chuyện gì đâu mà ghẹo. Thì bà còn bốc lửa nó, bà còn bốc lửa, có vậy thôi. Bà không hiểu gì hết trơn trời á. Trong cái nhà này nè, trời ơi, tôi với nó không có thuận nhau. Bốc lửa gì, tôi già rồi sao tôi đẹp bằng nó. Mà nó mẹ bốc lửa, nó ghẹo tôi đó. Ô, cả nhà vui. Trời đất có cái gì hết trời. Trời đất cứ người đi nằm đâu ngủ đó gì môi phù phù cha. Bà ơi, bà dậy đi, ngủ cái gì ngủ kỳ vậy? Nè có buồn ngủ vô phòng ngủ chứ ai nằm vậy? Ôi trời dặn người. Ôi nói vậy chú, nãy giờ chú ngủ ngoài này hả? Cái gì nữa? Trời ơi, ngồi sao ngủ quên nào không hay nữa. Ngủ gì kia cũng vô phòng ngủ chứ. Từ từ chứ ông nói vậy cũng la nữa. Trời ơi. Ơi ơi. Ok, coi kìa. Nhìn kìa, mình mấy quần áo đầu tóc bu xù. Tóc bu xù thì vuốt rồi, nó có bình thường có gì đâu, vậy cũng nói nữa, khó chịu quá. Trời mắt ơi, tình quá à. Nó ăn nói cho kỳ ta. Thiệt là tướng tá này thì như đàn ông ăn nói phụ nữ không thấy mà thấy vô duyên quá trời. Trời ơi ba đừng nói vậy nha. Mẹ con nhìn ngon lắm đó. Ngon sao? Có người thích mẹ chứ bộ. Có gì? Em nói thiệt. Con nói sao chứ ai thích người gì như học mít thì thích đi. Không dám đâu, ở trong lớp yoga của mẹ có cái ông đó hả? Mê mẹ lắm. Suốt ngày khen mẹ trẻ nè, mẹ đẹp nè, thân hình bốc lửa nè. Trời rủ mày đi cà phê. Trời đất ơi, ông nói chắc ông thích ăn hột mít của ba rồi. Trời đất ơi, ai người đời mà cái bả nhìn bả như trời đất ơi tròn quay rồi. Người gì đâu mà thấy đâu có cái gì phụ nữ đâu mà mời uống cà phê. Không dám đâu nha. Ba nhìn kỹ đây đi. Tại ba hả, suốt ngày ở chung với mẹ nên ba không thấy được cái sự hấp dẫn của mẹ. Còn người lạ người ta nhìn vô, người ta thấy liền cái sự hấp dẫn đó. Da dẻ mẹ trắng mịn nè, đúng không? Hồng hào nè, thân hình vẫn còn quyến rũ, đúng không anh? Đúng rồi ba ơi. Cẩn thận nha ba, đừng để một ngày nào đó ta tiếc cho em, ta tiếc cho em, nhìn em trong lòng mọi người. Ui, chấp luôn. Cha đâu, mồm nó đuôi rồi. Là không thấy đường, mắc mờ rồi. À, mới đụng vô bà. Thôi, công tâm đi. Còn ngon lắm đó. Công tâm đi, nhìn nhận đi nha. Một điều đặc biệt, mấy ông thầy yoga, ông biết bấm nguyệt nha. Đúng rồi. Ông bấm ngay một cái nguyệt sụi của mẹ, một cái mẹ sụi theo ổng luôn là xong đó. Con nói cho ba nghe nha, cái tuổi của mẹ là mẹ trẻ nhất rồi đó. Không sợ. Mà biết sao không? Chồng tôi á, ổng sợ tôi lắm. Tôi mà la lên một tiếng là ổng im re, không dám cãi tôi một lời nào luôn đó. Trời ơi, giữ mà hơi sư tử Hà Đông nữa. Mấy bà biết không, còn chồng tôi á, ổng sợ nhất á, là một là mẹ ổng, hai là tôi nè. Trời ơi, đất ơi, ghê dữ vậy đó hả? Trời ơi, hai người phụ nữ hả? Dạ. Chào các chị. Chào. Ủa, sao hôm nay về sớm vậy? Có chuyện gì không? Không có gì, các chị cứ tự nhiên nghe. Dạ, dạ. Tôi dạ. Vô bếp chút. Dạ. Lấy xíu đồ. Sao, kể tiếp chồng bà coi. Chưa.
Ông à, ông làm gì nhìn tôi dữ vậy? Không có, không có gì. Đừng có nói vậy nghe, đụng chạm nghe, sói ca của lòng tôi đó.